Chào các bác nhá. Em lên sóng mấy cái phích điện. Đây, cái đầu tiên là do Zosi. 2,2 lít vỏ nhựa nhá. Sản xuất năm 2014. Sản xuất năm 2014 nhá. Đây. Lòng gioăng đẹp như mới này, gioăng đẹp như mới nhá. Lòng cũng rất là đẹp. Mã số 01. Đây. Cực đẹp nhá. Mai mốt thì em sẽ lên thêm một ít cái bình thủy loại rẻ nhá. Còn em đang chọn cái hàng đẹp em lên sóng trước. À quên, em giới thiệu lại về cái bình vừa rồi đã nhá. Đây. Có các mức cả nhiệt độ này, 70, 80, 90, 98 này. Đó, chức năng tắt đi trong vòng 7 tiếng này. Đó, thế thôi. Còn lúc này là bật sang chức năng ủ ấm, đây là ủ ấm này. Khi nào mà nó sôi rồi, đủ nhiệt độ rồi nhá, nó sẽ chuyển về chức năng ủ ấm. Còn muốn bơm nước thì các bác nhấn nút này cho nó lên cái đèn đây nhá. Sau đó nhấn giữ này để bơm. Đấy. À, cách sử dụng thì em có đăng các cái video về hướng dẫn sử dụng rồi. Đấy, nên em chỉ nói qua về hình thức của cái bình này, nó đẹp hay xấu, về dung tích nọ kia thôi. Rồi em báo giá cho nó dễ. Còn cách sử dụng thì em đã có các cái video rồi, video chi tiết rồi nhá. Cái số 2. À, cũng 2,2 lít này. Con này thì có công nghệ VE. Công nghệ VE là công nghệ giống như kiểu mà nó cách chân không giữa cái lớp bình bên trong với cái lớp, tức là lớp gần như cái bình bên trong nó là hai lớp ấy. Nên cách chân không tiết kiệm điện hơn khi nó ủ. Nhá. Yeah. Nôm na nó là như vậy, tóm lại là công nghệ VE tiết kiệm điện hơn. Còn để giải thích chuyên sâu thì các bác lên Google cho em. Sản xuất năm 2014 này. Cam kết 100% là tất cả các phích điện nhà em đều zin hết. Đấy. Gioăng đẹp. Một cái phích điện chỉ cần cái gioăng nó xấu này, hoặc cái lòng có cặn, là nó sẽ rẻ đi rất là nhiều. Có khi cái bình chỉ 200-300 thôi. Rất là rẻ. Đây nhá, lòng cực đẹp, gioăng đẹp. Còn bên ngoài thì xước sát cũng không thể tránh được nhá. Bình thường thì các cái hàng 2 lít 2 nhà em, hàng đẹp em cứ bán 700k. Đấy. Còn 3 lít là 900k. Cái này mã 02 cũng 700. Rất đẹp nhá. Hai cái Zosi Zosi. Tiếp theo là cái bình Tiger sản xuất năm 2015. Năm 2015 nhá. Đấy. Ngoài ra thì nhà bác nào mà dùng cái bình này mà bị hỏng nhá, hỏng bơm, hỏng mạch thì cứ liên hệ cho em. Nhà em rất sẵn đầu thay. Đây. Gioăng còn như mới này. Lòng cũng rất là đẹp. 3 lít nhá. Con này thì nó lại bị một tí xíu này. Các bác nhìn thấy đây không? Nó xứt một tí nhựa ở đây. Tí thì tí. Chứ đúng ra con này là 3900 nhưng bán xuống 800k nhé. Mã 03. 800k. Đấy. Tí thì tí thôi. Nhà em rất sẵn cái đồ vỏ nhựa để thay. Nhưng bây giờ thay nó mất thời gian thì thà em bán rẻ đi một tí cho các bác. Em đã mất công thay. Đấy. Chứ còn nói thì các bác mới biết thôi, chứ còn bình thường để không ai để ý chỗ này nó bị xứt tí chỗ này đâu. Miếng nhựa này. Ba cái vừa rồi là vỏ nhựa nhá. Cái thứ tư 04 này. Cái 04 này là do Zosi. Vỏ sắt. Sản xuất năm 2007. Đấy. Con này thì nói chung là vỏ sắt thì là không thể tránh được móp mép nhẹ. Đây. Như chỗ này, con này quên em chưa nắn này, tí em nắn lại sau. Đấy, tháo ra em nắn lại. Chứ còn mấy cái vết mà nó chấm chấm nhẹ thì không thể tránh được. Đấy, thì vì vỏ sắt mình không nắn là không thể nắn tuyệt đối được. Chỉ nắn được những cái vết lớn thôi, những cái vết nó bọc to như này. Thì em tháo ra em ấn ngược lại là được. Đấy. Con này có mức 60, 80, 90, 98 này. Đấy. Lòng đẹp, gioăng đẹp. Tất nhiên là gioăng con này thì nó đẹp không bị rách. Không rách nhé. Nhưng mà nó không được xanh. Đấy, nó không được xanh. Đây cái gioăng này. Không rách. Vẫn còn dùng rất là ok này. Đây này. Đấy. Thì những cái con mà bẻ nó như này, nó mà đã bị, nó đã rách rồi nha này. Có bẻ nó rách tả tơi luôn. À đây chứ, con này rách mất rồi. Đây này. Đấy, vừa mới nói xong em bẻ nó rách rồi nha.
Thôi con này em bỏ lại nhá, mai em sẽ thay cái nắp khác. Đây này. Đấy. Mai em sẽ kiếm cái nắp khác em thay vào cái bình như thế này. Đấy, hoặc là nếu mà nó mà hết gioăng thì có khi cái bình này em chỉ bán 250k. Tại vì cái gioăng nó rách. Vẫn đun ok nhưng gioăng nó rách, nhưng nếu mà con này mà thay một cái gioăng đẹp những con kia vào thì nó sẽ lên giá rất là nhiều. Đấy, nên là nhiều khi là cái bình nó đắt nó rẻ là nó cái gioăng rất quan trọng. Đấy. Con này em bỏ lại đã nhá. Mai nếu mà em có gioăng em thay thì em sẽ lên sau, hoặc nếu mà không thì em sẽ bán con này. Em sẽ bán giá rách gioăng. Đây. Gioăng này rất là đẹp nhá, hãng còn xanh led này. Lòng đẹp. Con này nó của nó là có bơm tay. Đấy, nhưng mà đa phần là bơm tay nó hỏng rồi không bơm được nữa. Cho nên là em không giới thiệu tới chức năng bơm tay. Em chỉ giới thiệu chức năng bơm điện thôi. Con này bơm điện là nhấn nút này, này để cho nó lên đèn, sau đó ấn giữ này. Đấy, chức năng khóa trẻ em thôi, nó gọi là khóa trẻ em. Đấy, chống bình thường các bác không may là trẻ con đến ấn cái này nước nó ra, hoặc là các bác không may các bác thì tay vào nước nó chảy ra thì rất nguy hiểm, nên là người ta thiết kế cho cái nút này nữa. Tức là nhấn thằng này xong ấn thằng này mới ra nước. Để một lúc sau là cái nút này nó tự tắt. Đấy, lần sau muốn bơm là các bác lại phải nhấn lại, nhấn thằng này cho nó lên cái đèn, sau đó ấn thằng này giữ là chảy nước. Nước của cái vòi ở đây. Con này hiệu Tiger nhé. Dung tích 3 lít này, công nghệ VE tiết kiệm điện này. Sản xuất năm 2012. Đấy, mã số 4. 900k. Rồi. Tạm thời thì em lên tạm mấy cái này thôi. Còn phích điện này nhà em thì còn nhiều lắm. Đang còn khoảng tầm 200 cái mà chưa dọn được ấy. Em cứ nhặt ít cái hàng đẹp đẹp thì bắn tỉa dần dần. Đấy, em làm cái hàng đẹp mà trước, còn cái hàng giá rẻ em sẽ làm sau. Rồi ok, em chào các bác nhá. Đây. Em vừa quay ít hút bụi nhưng em vừa lên xong nhá, với lại màn là này. Rồi ok, chào các bác nhá.